Trên đường hình thành và phát triển, các loại hình sân khấu truyền thống bao giờ cũng lấy âm nhạc để xây dựng nét đặc thù. Ở Nam Bộ, trong khi khám phá thiên nhiên và nét đẹp độc đáo của những tộc người cộng cư, con người mới trên vùng đất mới đã kế thừa, góp nhặt, sàng lọc và sáng tạo cho mình một kho tàng âm sắc trữ tình, mênh mang phóng khoáng, qua các làng xã, ngọt ngào theo những sông rạch chằng chịt êm đềm. Rồng chầu ngoài quê ngựa tế đồng nai, nước sông trong chảy lộn sông ngoài, thương người xa xứ. Ngày nay, đa số những người am hiểu đều cho rằng cội nguồn của âm nhạc cải lương là vốn dân ca phong phú cộng với những tinh chất của phong trào đờn ca tài tử. Đây là loại nhạc có nguồn gốc từ cung đình. Ban đầu nó chỉ đơn thuần là khí nhạc chuyên dùng trong các lễ phong quan, tiếp rước, long trọng hay hôn sự, tang tế, nên gọi là nhạc lễ. Nhạc lễ đã cùng bước chân những người đi mở cõi, mang theo nỗi u hoài và cả khao khát đổi đời, để rồi khác đi rất nhiều so với nguồn gốc ban đầu của nó. Và những đổi thay này mang tính tinh tế, uyển chuyển rất rõ nét. Là cái nguồn nó đi vào là từ cái hội phong tào Trần Vương. Có rất nhiều người nhạc sĩ đi từ miền Trung đi vào miền Nam để mà lập nghiệp. Thì trong những người đó đi qua dạy mà đi ngang qua Quảng Nam, Quảng Bình, rồi cũng ghé dạy, rồi cũng có một số thầy từ hai tỉnh nó đi đến. Cho nên các nghệ nhân đờn tài tử thường thường nói đờn tài tử của mình đó gốc là đờn Huế hay đờn Quảng, và Quảng là Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Trị. Chúng ta thấy như thế thì thấy cái nguồn gốc nó rất rõ ràng là từ miền Trung đi vào, nhưng mà khi đi vào miền Nam rồi thì nó có một cái phong cách đặc biệt, do nơi cái người miền Nam là cái người sống rất là phóng khoáng, cởi mở, không có bị gò bó vào trong một cái truyền thống một cách chặt chẽ. Chữ tài tử ngày ấy chỉ người có tài mà bản tính lại phong lưu, đam mê cung bậc để di dưỡng tâm hồn. Hơn nữa, nhạc tài tử chỉ bao gồm những bài bản bác học, loại nhạc tinh hoa nhất trong nền âm nhạc cổ truyền Việt Nam. Những lần tụ họp thường không đông lắm, với tiếng đàn trầm mặc, tao nhã, khoan thai. Người ta gọi đó là lối chơi tri âm, tri kỷ. Không chỉ nghiền ngẫm ngón đàn, các nhóm tài tử còn liên tục biên cải, giảng dạy, truyền bá, và nhất là sáng tác mới thêm rất nhiều bài bản mang hơi thở của vùng đất mình, thời đại mình. Ở miền Bắc thì có cái nhạc lễ người ta thường gọi là cái phường bát âm, và ở miền Trung là phường kèn, ở miền Nam là nhạc ba, nhạc ngũ âm. Thì cái có thể là trong cái thế kỷ thứ 19 thì ở miền Nam đã có nhạc lễ rồi. Ngoài cái nhạc lễ đó ra thì nó có cái nhạc hát bội nữa. Bởi vậy người ta thường nói là trong chay ngoài bội đó, thường hay xuất hiện ở cái lễ nghi ở các cái đình miếu. Mà sau đó thì nó phát triển ra, nó phục vụ ở ngoài dân gian. Cái tính chất âm nhạc đang ở một cái dạng là nghinh bái như thế, thì tính chất âm nhạc dân gian thì nó hòa đồng hơn. Và tại sao nó có cái gọi là âm nhạc mà lễ mà phục vụ ngoài? Thì cái phe văn trong quá trình mà đi làm phục vụ âm nhạc ở các cái đám ma chay, thì những cái tang lễ về khuya thì họ có cái nhu cầu là được nghe những cái loại nhạc cụ nhỏ nhẹ tâm tình. Khi mà nhóm đàn cây phát triển, có nghĩa là những cái nhà quan quyền chủ yếu là họ mời những cái nhóm này về đời để mà mục đích là để giải trí, để thưởng thức âm nhạc, thì lúc đó nó mang tính chất là thính phòng. Khi mà tính chất thính phòng nó phát triển đến một lúc nào đó thì người ta có cái nhu cầu được hiểu thêm về cái tính chất âm nhạc của nó, mà muốn hiểu như vậy thì phải có cái lời ca. Lên lên một con thuyền cảnh nước
bá nha vào mấy cung đàn tiên mỹ non quan nhạc. Nhóm miền Đông cũng vẫn tôn trọng nguyên tắc truyền thống là nhạc tài tử được xây dựng trên nền tảng triết học phương Đông. Đó là loại nhạc tâm tấu, được sáng tạo chữ đờn khi cảm hứng, nên không chủ trương sáng tác nhiều bài bản, mà chỉ sắp xếp chung 4 loại bài bản có cùng hơi điệu, đó là Bắc, Nam, Hạ, Quán, với 20 bài gọi là 20 bản tổ. Số lượng bài bản tài tử rất phong phú đa dạng, gồm các bài nhạc lễ đưa sang, những bài cải soạn từ nhạc cổ truyền Huế và những sáng tác mới của các tài tử bậc thầy. Việc hệ thống lại có nhiều cách khác nhau mà đến nay vẫn còn tranh cãi. Tuy nhiên, nếu am tường 20 bản tổ thì mới là mức cơ bản. Bao giờ thông suốt được hơn 72 bản thì mới có thể được gọi là đạt trình độ cao siêu. Người chơi đờn ca tài tử không những cần phải có cái thiên tư trời cho, nhưng chúng ta cũng phải luyện tập. Bởi vì người xưa đã có một cái câu để lại là coi như là khuôn vàng thước ngọc cho những người học nhạc tài tử, đó là cái câu thức thời tối thiểu lão thông nhị thập quyền tổ bản, quán thế thậm đa thất thập nhị quyền công. Lịch luyện thất thập nhị quyền công có nghĩa là tối thiểu chúng ta phải ôn luyện 20 bài bản tổ, có nghĩa là thuộc lào như cháo là lúc đờn ca mới hay được. Luyện là luyện tập hàng ngày, thất thập nhị quyền công là 72 phép biến, giống như Tề Thiên Đại Thánh này, có nghĩa là học nhấn nhá rồi chạy chữ, làm sao á cứ ngày mỗi ngày càng cái chữ càng mới, càng mới càng mới, bữa nay phải mới hơn hôm qua và một lát nữa sẽ mới hơn bây giờ. Xét về quy luật, âm nhạc dân gian muốn phát triển thành phong trào phải hội đủ 4 yếu tố. Đó là phải có tác phẩm, lực lượng, phong cách nghệ thuật và tổ chức sinh hoạt. Đờn ca tài tử Nam Bộ đã dần hội đủ các yếu tố này. Khi đã đạt đến trình độ cao, cộng với nhu cầu của quần chúng muốn có một sân khấu mới, một bộ phận của nhạc tài tử đã chuyển từ loại hình âm nhạc sang loại hình sân khấu. Lúc này, tuy vẫn lấy nhạc thính phòng làm gốc, nhưng vì trung tâm của sân khấu là trình diễn, nên những bài bản phải mang tính hành động. Âm nhạc ở đây, cùng với nhiều yếu tố khác, đều phải đậm kịch tính, và người ta gọi đó là phong cách cải lương, để phân biệt với phong cách tài tử. Từ nhạc cổ truyền, nhờ sự biến hóa mà thành nhạc tài tử. Đến lượt nhạc tài tử khi áp dụng trên sân khấu cải lương lại tiếp tục biến hóa một lần nữa để tuân theo những quy luật của nghệ thuật sân khấu một cách nhuần nhuyễn.
trong cái bài bản của cải lương tài tử nó dính liền theo cái phong cách của kinh dịch. Mà trong kinh dịch đó là cái chuyện gì xảy ra không phải là không thay đổi, nó có bất dịch tức là không thay đổi, nhưng mà nó có biến dịch tức là phải thay đổi, và nó có cái giao dịch tức là phải thay đổi khi mình gặp người khác. Thì điều đó chúng tôi thấy rõ rằng bài bản tài tử đưa ra có một cái bất dịch là lòng bản, nhưng mà trong lòng bản nó có một cái biến dịch. Biến dịch tức là thay họ là họ sư sáng, họ cộng họ sư sáng, họ cộng họ xế sáng cũng được. Họ là họ sư sáng xế cũng xế sáng, họ là họ sư sáng thì cũng câu đó mà vui ra. Thì cái lòng bản nó có rồi cái biến dịch, thì do nơi một cái nguyên tắc khác nữa trong đời tài tử của chúng ta là chân phương mà qua lá. Học thì chân phương cho thật đúng câu của thầy dạy, nó chân thật, nó vuông vắn, mà khi đời mình thêm qua thêm lá, mà phải biết thêm qua thêm lá. Chị đã trêu đàn từ dạo ấy, mà bây giờ lại đàn hát là sao? Cũng như chiêu quân trước lúc ra đi, ta muốn trải tâm sự mình trên phim nhà. Đường đất cách xa người không giống mắt, những cung bậc xưa cho cung nghèo nghén rã rời, những cung bậc mới hôm nay. Cải lương là nghệ thuật ca kịch chứ không phải nhạc kịch. Bởi lẽ soạn giả không sáng tác nhạc mà chỉ soạn lời ca theo những bài bản có sẵn cho phù hợp với sắc thái tình cảm và hành động, tình huống kịch. Cho nên người viết khi sử dụng bài bản phải biết lựa chọn khoa học, khéo léo cắt xén, thay đổi linh động, tiết tấu co giãn để mang lại hiệu quả chân thực, lung linh nhất. Điều này đòi hỏi trình độ âm nhạc, sự hiểu biết về quy luật cấu tạo của nó và một quá trình nghiên cứu nghiêm túc không ngừng. Sau khi nhạc tài tử đưa lên sân khấu, đã khiến cải lương trở thành bộ môn nghệ thuật được ưa chuộng nhất ở miền Nam vào đầu thế kỷ 20. Phong trào đờn ca tài tử vẫn tiếp tục phát triển trong nhân dân cho đến hôm nay. Những thành quả của phong trào ngay sau đó được áp dụng thành công trên sân khấu, điển hình là trường hợp bản và cổ Hoài Nam. Ngồi cạnh nhau lần cuối giáo cũng là sẽ tu chút lớn làm tan những ngàn chiều. Thai và tồn tại từ chính nhu cầu sâu xa của quần chúng, luôn dung nạp nhưng không bao giờ xa rời bản chất dân gian của mình. Trong suốt chặng đường phát triển, cải lương vẫn luôn được nuôi dưỡng bởi sữa ngọt của phong trào đờn ca tài tử. Càng đi tới, càng phải bám lấy gốc rễ. Điều đó sẽ đảm bảo cho bộ môn nghệ thuật dân tộc độc đáo này những sự cách tân trên cơ sở truyền thống, bảo đảm cho tính dân tộc và hiện đại theo đúng nghĩa của nó.